Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 10 tháng 6 năm 2024, nhằm ngày 5 tháng 5 âm lịch, tức là ngày Tết Đoan Ngọ mà dân gian của chúng ta gọi là Tết Diệt Sầu Bọ. Và sau đây là những bản tin trong ngày, xin mời quý khán thính giả theo dõi. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin liên quan tới cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Một chiến thắng nữa của Thủ tướng Ý vào chiều ngày 9 tháng 6, các cử tri của Ý bắt đầu bỏ phiếu để bầu ra 76 ghế trong Nghị viện châu Âu mới, cùng các cuộc bầu cử địa phương tại hơn 3.700 đô thị và vùng Piedmont. Thủ tướng Giorgia Meloni và đảng huynh đệ của nước Ý của bà đang trên đường giành được chiến thắng lớn, tiếp tục bỏ xa các đối thủ trong liên minh cầm quyền như là đảng Liên đoàn, chống người di cư và đảng Forza Italia, trung hữu. Thủ tướng Meloni duy trì được tỷ lệ ủng hộ ổn định từ khi bà trở thành thủ tướng vào tháng 10 năm 2022, một phần nhờ vào phe đối lập Trung Dung và phe cánh tả bị chia rẽ, cũng như sự giảm bớt ủng hộ đối với hai đảng còn lại trong liên minh cầm quyền. Thủ tướng Meloni, người đứng đầu nhóm bảo thủ và cải cách châu Âu, đích thân lãnh đạo chiến dịch tranh cử của đảng mình với mục tiêu đạt được tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao để giành được càng nhiều ghế càng tốt và tác động tới việc hình thành các liên minh trong Nghị viện châu Âu tương lai. Tuy nhiên, trước khi có thể trở thành một người quyền lực tại Liên minh châu Âu, thì Thủ tướng Meloni cần phải vượt qua hai trở ngại ở trong nước. Một là Phó Thủ tướng Matteo Salvini là người đứng đầu đảng Lega thuộc nhóm bản sắc và dân chủ. Hai là khả năng phe cánh tả được giữ vững, cũng như phong trào do cựu Thủ tướng Giuseppe Conte lãnh đạo. Ngoại trưởng của Anh nhận được một cuộc gọi từ kẻ mạo danh là cựu Tổng thống của Ukraine. Ông David Cameron, cựu Thủ tướng và hiện nay đang là Ngoại trưởng nước Anh, đã nhận được một cuộc gọi video lừa đảo từ một người tự xưng là cựu Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh cho biết, một số tin nhắn văn bản đã được trao đổi sau một cuộc gọi video ngắn giữa Ngoại trưởng Cameron và một người nào đó tự xưng là ông Petro Poroshenko. Bộ đã điều tra và xác nhận rằng đó không phải là sự thật và các tin nhắn cũng như là cuộc gọi video đều là một trò lừa đảo. Thời điểm diễn ra cuộc gọi không được công bố, ông Poroshenko đã lãnh đạo Ukraine ở trong giai đoạn từ 2014 đến 2019. Tuyên bố nêu rõ, Bộ Ngoại giao của Anh công khai thông tin về cuộc gọi lừa đảo này để cảnh báo mọi người về những rủi ro tiềm ẩn. Sang qua nước Pháp, ba người bị bắt giữ vì đã vẽ hình quan tài lính Pháp ở Ukraine. Ba người là công dân của Moldova đã bị bắt giữ với cáo buộc là vẽ hình quan tài có dòng chữ lính Pháp ở Ukraine ở thủ đô Paris, ám chỉ chính sách đưa quân tới vùng chiến sự của Tổng thống Macron. Nhóm người này đang bị các nhà điều tra thẩm vấn. Cảnh sát tại Pháp chưa công bố danh tánh cũng như động cơ của những người này. Ở giai đoạn này, chúng tôi vẫn chưa loại trừ khả năng có sự can thiệp của nước ngoài. Văn phòng công tố tại Paris cho biết như trên. Bộ Ngoại giao của Moldova cho hay, những hành động này là một phần chiến lược phối hợp nhằm gây tổn hại tới hình ảnh quốc tế của đất nước chúng tôi. Chính quyền Moldova sẵn sàng hợp tác với Pháp để điều tra rõ ràng hành động này và bắt giữ những người liên quan phải chịu trách nhiệm. Sự việc mới nhất xảy ra sau khi 5 chiếc quan tài có dòng chữ lính Pháp ở Ukraine ám chỉ những người lính Pháp được đưa tới Ukraine sẽ không thể sống sót để trở về nước. Những chiếc quan tài này bị bỏ lại gần với chân tháp Eiffel. Bên trong quan tài chứa thạch cao. Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron hồi tháng 5 cho hay nước Pháp có thể đưa quân tới Ukraine nếu như phòng tuyến của quân đội Kiev bị chọc thủng. Ông Macron cho biết như sau, Liên minh châu Âu đã đồng ý đưa quân đội Pháp tới Ukraine. Điện Kremlin chỉ trích những lời phát biểu của Tổng thống Pháp, mô tả đây là điều đặc biệt nguy hiểm. Các giới chức của Pháp đang điều tra hành động can thiệp từ nước ngoài, đặc biệt là từ nước Nga, nhắm với vào công việc nội bộ trong một số sự việc hồi gần đây, như là vẽ hình graffiti bàn tay màu đỏ lên đài tưởng niệm nạn diệt chủng của người Do Thái vào tháng trước. Ba nghi phạm trong vụ này được cho là đã trốn thoát ra nước ngoài. Ukraine tuyên bố lần đầu tiên tấn công được tiêm kích Su-57 ở trong lãnh thổ của Nga. Tổng cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, tiêm kích Su-57 đã bị đánh trúng khi đang đậu ở sân bay Astubinsk thuộc về Cộng hòa Astrakhan ở miền nam của nước Nga. Căn cứ này nằm cách tiền tuyến ở miền đông Ukraine 589 cây số. Cơ quan tình báo quốc phòng của Ukraine đang ở trên Telegram rằng các bức ảnh vệ tinh cho thấy có miệng hố từ các vụ nổ và những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Đây là lần đầu tiên một chiếc Su-57 bị đánh trúng.
Bài đăng không nêu rõ Su-57 bị tấn công như thế nào hoặc là bởi đơn vị nào của quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng của Anh năm ngoái cho biết Ashtubin là căn cứ duy nhất dành cho các tiêm kích tàng hình thế hệ mới nhất Su-57. Blogger quân sự nổi tiếng của Nga là Firebomber cho biết thông tin về cuộc tấn công vào Su-57 là chính xác và nó đã bị máy bay không người lái đánh trúng. Blogger này cho hay Su-57 bị trúng mảnh đạn và giới chức đang đánh giá về thiệt hại để xem liệu có thể sửa chữa được hay không. Nói thêm rằng nếu như không thể khắc phục thì đây sẽ là chiếc Su-57 đầu tiên bị phá hủy. Bộ Quốc phòng của Nga hiện nay chưa lên tiếng về thông tin từ phía Ukraine. Bộ này trước đó cho biết là lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ máy bay không người lái ở khu vực Astrakhan. Trong lúc chưa thành lập xong nội các thì tân thủ tướng của Haiti phải được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tân thủ tướng của Haiti là ông Gary Conil đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hãng thông tấn Reuters và AFP đưa tin vào ngày 9 tháng 6 cho hay ông bị lên cơn suyễn và các bác sĩ đang túc trực bên giường bệnh của ông. Ông Gary Conil, 58 tuổi, vừa tuyên thệ nhậm chức hôm 3 tháng 6 vừa qua sau khi ông được hội đồng chuyển tiếp của Tổng thống Haiti bổ nhiệm vào ngày 29 tháng 5. Ông từng là bác sĩ và cũng từng giữ chức thủ tướng của Haiti trong thời gian ngắn từ năm 2011 tới năm 2012. Và gần đây nhất, ông giữ chức vụ giám đốc của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, tức là UNICEF trong khu vực này. Kể từ khi lên nhậm chức, ông đã tổ chức nhiều cuộc họp với các bên trong khi phối hợp với hội đồng chuyển tiếp tổng thống để thành lập một tân nội các. Trước khi gục xuống và được đưa khẩn cấp vào bệnh viện, ông đến thăm phi trường quốc tế của thủ đô Port-au-Prince và ca ngợi những cố gắng của lực lượng an ninh cho phép các chuyến bay được nối lại sau thời gian gián đoạn hơn 3 tháng vì các băng nhóm tội phạm liên tục tấn công. Haiti đang trải qua cuộc khủng hoảng về lãnh đạo sau khi Tổng thống Moïse qua đời trong vụ ám sát vào năm 2021 và Thủ tướng Henry từ chức vào tháng 3 năm nay sau khi xuất ngoại để tìm kiếm sự trợ giúp cũng như không thể quay về nước. Chưa rõ người nào sẽ tạm thời thay thế ông Conil trong thời gian sắp tới. Cảnh sát Cộng hòa Czech bắt giữ được một nghi phạm liên quan đến đe dọa khủng bố. Thông báo của Cảnh sát Cộng hòa Czech cho biết, lực lượng này đã bắt giữ một người đàn ông Nam Mỹ, nói tiếng Tây Ban Nha, vì liên quan đến đe dọa khủng bố. Cộng hòa Czech đã tăng cường những biện pháp an ninh tại những địa điểm công cộng, trung tâm mua sắm, phương tiện giao thông công cộng và nhà ga ở thủ đô Prague. Hội đồng An ninh Nhà nước của Cộng hòa Czech dự kiến sẽ họp vào ngày 10 tháng 6. Sau đó, Bộ Nội vụ sẽ cung cấp thêm thông tin. Thông báo của Cảnh sát Czech cho biết, nhờ sự giúp đỡ của công chúng mà các nhà điều tra hình sự thuộc về cơ quan chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố đã truy tìm và bắt giữ được một người đàn ông tình nghi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Người đàn ông này đã bị truy nã và hiện nay cảnh sát đang phối hợp với các lực lượng an ninh khác để điều tra vụ án. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Czech cho biết toàn bộ cảnh sát ở thủ đô Prague đã được lệnh chuyển sang trạng thái chống khủng bố để đề phòng tất cả những người khả nghi, đặc biệt là ở các khu vực gần trạm xe bus hay là các bến tàu. Các giới chức của Quỹ tiền tệ quốc tế kêu gọi Hoa Kỳ hãy giảm gánh nặng về tài chính. Nhật báo Financial Times mới đây trích dẫn lời Phó Tổng Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, đó là Geeta Gopinath, kêu gọi Hoa Kỳ hãy giảm bớt gánh nặng tài chính đang ngày càng gia tăng. Theo Phó Tổng Giám đốc của IMF, thì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế lớn nhất thế giới này, tức là Hoa Kỳ, đã mang lại cho Hoa Kỳ có đủ cơ sở để kiểm soát chi tiêu và tăng thuế. Số nợ mà chính phủ Hoa Kỳ đã tăng gần 50% kể từ đầu đại dịch COVID-19 cho tới nay, làm dấy lên mối lo ngại cho cả Wall Street Journal và chính phủ Hoa Kỳ. Hiện nay, khoản nợ của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ lên tới 34.500 tỷ Mỹ Kim, tức là nhiều hơn khoảng 11.000 tỷ Mỹ Kim so với tháng 3 năm 2020. Văn phòng ngân sách của Quốc hội Hoa Kỳ đã công bố những số liệu rất đáng lo ngại. Cơ quan giám sát này ước tính số nợ do người dân nắm giữ hiện nay tổng cộng là 27.400 tỷ Mỹ Kim và không bao gồm số nợ của chính phủ sẽ tăng từ mức tương đương 99% tổng sản phẩm quốc nội GDP hiện nay lên tới 116% GDP trong thập niên sắp tới. Việc Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, tức là FED, tăng phân lời để làm phức tạp thêm tình hình nợ nần. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2022 cho tới tháng 7 năm 2023, Ngân hàng Trung ương đã tăng phân lời tới 11 lần, tổng cộng là 5.25%. Chính sách thắt chặt tiền tệ tương ứng với sự gia tăng mạnh mẽ của phân lời trái phiếu của chính phủ. Và sau đây là những phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị.
Thăm dò cho thấy là Tổng thống Biden thu hẹp khoảng cách với Donald Trump ở Florida. Mặc dù ông Donald Trump vẫn đang được cử tri Florida ủng hộ nhiều hơn, nhưng đương kim Tổng thống Joe Biden đang bắt đầu thu hẹp khoảng cách với ông Trump. Theo báo Miami Herald dẫn kết quả thăm dò mới nhất cho biết. Theo kết quả thăm dò, 1.075 cử tri của Florida của Fox News công bố cho biết là ông Trump được 50% cử tri ủng hộ, còn ông Biden được 46%, cách nhau chỉ có 4 điểm, tức là ít hơn nhiều so với những cuộc thăm dò khác gần đây. Mấy năm nay, Florida chuyển sang cánh hữu, khiến cho Đảng Dân Chủ cấp quốc gia đánh giá lại thời gian cũng như là tiền bạc mà họ chi ra cho tiểu bang này. Nhưng kết quả thăm dò của Fox News có thể giúp cho giới lãnh đạo Dân Chủ cấp tiến của tiểu bang tranh luận rằng Tổng thống Biden vẫn còn cơ hội thắng ở Florida trong cuộc bầu cử tháng 11. Phản ứng với kết quả thăm dò của Fox News, Đảng Dân Chủ Florida ra tuyên bố khẳng định ông Donald Trump đang gặp rắc rối ở Florida. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, ông Trump thắng ở Florida nhờ hơn bà Hillary Clinton trên 100.000 phiếu. Nhưng năm 2020, ông thắng tiểu bang này nhờ hơn ông Biden trên 370.000 phiếu. Kể từ đó, thì số cử tri Cộng hòa ghi danh đi bỏ phiếu nhiều hơn là cử tri Dân Chủ đến gần 900.000 người. Và hầu hết những cuộc thăm dò năm nay đều cho thấy ông Trump hơn ông Biden tới 15 điểm ở Florida. Tuy nhiên, cuộc thăm dò của Fox News cũng cho thấy là còn có nhiều khó khăn cho đương kim Tổng thống Biden. Mặc dù thua ông Trump chỉ có 4 điểm giữa hai người với nhau, nhưng nếu tính luôn những ứng cử viên khác, gồm hai ứng cử viên độc lập là Robert F. Kennedy Jr. và Cornel West, và ứng cử viên của Đảng Xanh là Jill Stein, thì ông Biden thua ông Trump đến 7 điểm. Mức ủng hộ Tổng thống Biden ở những nhóm cử tri quan trọng của Florida như là Hispanic và da đen cũng đang suy giảm. Theo kết quả thăm dò của Fox News, ông Biden chỉ còn hơn ông Trump chỉ có 2 điểm ở trong số những cử tri Hispanic, trong khi ông đã từng hơn đến 6 điểm vào năm 2020. Một cảnh sát gốc Việt tại New York bị buộc tội bắn trọng thương một tài xế. Một cảnh sát tại New York bị buộc tội mưu sát khi bắn một tài xế trong một vụ dường như là khiêu khích trên đường phố ở New Jersey rồi lái xe bỏ chạy. Nhật báo The New York Times đưa tin, cảnh sát viên này có tên là Hiếu Trần cũng bị buộc tội tàng trữ vũ khí cấp độ 2 và tấn công nghiêm trọng cấp độ 2. Một luật sư có tên trong hồ sơ của vụ án này đại diện cho ông có tên là G. Smith không lập tức trả lời yêu cầu bình luận. Vụ đụng độ dẫn tới phạm tội xảy ra vào khoảng 11 giờ tối ngày 17 tháng 5. Đó là theo thông cáo báo chí từ công tố viên quận hạt Camden và một bản khai nêu ra nguyên nhân có thể dẫn tới sự việc. Bằng chứng của quỹ đạo của viên đạn cho thấy có 3 vỏ đạn 9 ly được tìm thấy tại nơi xảy ra vụ nổ súng, khớp với loại vũ khí công vụ của Hiếu Trần, càng chứng tỏ rằng ông có liên quan tới vụ nổ súng này. Hiếu Trần bị bắt giam tại Sở Cảnh sát New Jersey. Trong lúc chờ đưa về New York thì phải trình diện tại Tòa hình sự Manhattan. Người đàn ông bị bắn được cơ quan thực thi công lực nhận dạng là cư dân của thị trấn Vuis, 30 tuổi, đã được chở tới Bệnh viện Cooper University tại Camden trong tình trạng sức khỏe bị nguy kịch. Nạn nhân vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Hiếu Trần, năm nay 27 tuổi, gia nhập Sở Cảnh sát vào tháng 2 năm 2021 và được bổ nhiệm vào Văn phòng Thông tin Công cộng từ năm 2023. Trước đó, ông được bổ nhiệm về địa hạt số 28 tại Harlem. Hiếu Trần hiện nay đang bị đình chỉ công tác và không được trả lương. Hai vụ nổ súng ở Mỹ khiến cho nhiều người thương vong. Đã có 3 người thiệt mạng trong một vụ nổ súng ở thành phố Sioux Falls thuộc tiểu bang South Dakota. Trong khi đó, một vụ nổ súng gần một trường đại học ở hạt Los Angeles cũng đã khiến một người đàn ông thiệt mạng. Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ một nghi phạm. Theo cảnh sát, dường như không có mối nguy hiểm nào nữa đối với cộng đồng. Hiện nay, cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc. Cảnh sát ra thông cáo báo chí cho hay họ tìm thấy các nạn nhân vào khoảng 2 giờ 45 phút sáng ngày 9 tháng 6. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Vết thương của họ được cho là không nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó, cảnh sát thông báo đã có một vụ nổ súng xảy ra gần một trường đại học ở Los Angeles khiến cho một người đàn ông thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết súng đã nổ ở khu vực đại lộ Greenleaf. Thông báo cho biết khi nhà chức trách đến nơi, họ thấy khoảng 100 người rời khỏi một ngôi nhà và khi vào trong thì phát hiện một người đàn ông đã bị bắn chết. Ngoài ra, một người đàn ông khác và 3 phụ nữ cũng đã bị thương do bị trúng đạn. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ.
Chưa tới 1/3 số sinh viên trong hệ thống đại học University of California, tức là UC, và các trường đại học cộng đồng đang tận dụng sự giúp trợ giúp về thực phẩm qua chương trình tem phiếu CalFresh. Số còn lại không đụng tới quyền lợi này, mặc dù họ hội đủ điều kiện. Một nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Chính sách California Policy Lab công bố, chương trình CalFresh còn được biết tới là Food Stamps, gửi tiền hàng tháng cho những người được thụ hưởng đi mua thực phẩm tại các siêu thị và các cửa hàng. 30% số sinh viên đại học cộng đồng tại California đã sử dụng nguồn tài trợ này, và hơn tỷ lệ 22% so với các sinh viên của hệ thống UC và 29% số sinh viên cao học tại UC sử dụng CalFresh trong năm 2019. Trong năm đó, có khoảng 93.000 sinh viên sử dụng Food Stamps, còn khoảng 235.000 sinh viên tuy họ hội đủ điều kiện thế nhưng không sử dụng. Bỏ phí món tiền này có thể để mua thức ăn, giúp tiết kiệm ngân sách khi học đại học. Trong số các trường đại học thì UC Santa Barbara và UC Davis có nhiều sinh viên hưởng Food Stamps hơn cả. Vùng thung lũng miền Trung của California có tỷ lệ các sinh viên lãnh CalFresh cao nhất ở mức 38%, còn vùng vịnh Bắc California là thấp nhất, chỉ có 22%. Jenny Kim là giám đốc phụ trách về sức khỏe tâm thần và thể chất thuộc văn phòng Tổng viện trường UC giải thích như sau. Con số ước lượng này cho thấy chúng ta còn phải làm nhiều hơn nữa để gia tăng mức độ tiếp nhận và kết nối thêm nhiều sinh viên có đủ điều kiện với những quyền lợi của chương trình CalFresh. Biểu tình bên ngoài Tòa Bạch Ốc để phản đối Tổng thống Biden vì chiến sự ở Gaza. Hàng ngàn người phản đối chiến sự Gaza đang biểu tình bên ngoài Tòa Bạch Ốc. Họ bày tỏ sự tức giận trước sự dung túng của Tổng thống Biden đối với Israel. Người biểu tình từ các thành phố trên toàn nước Mỹ tập trung bên ngoài Tòa Bạch Ốc và hô khẩu hiệu từ thủ đô Washington đến Palestine, chúng tôi là lằn danh đỏ. Họ căng tấm vải dài, màu đỏ và giơ biểu ngữ có tên những người Palestine đã bị lực lượng Israel hạ sát, trong khi giao tranh ở dải Gaza đã bước sang đến tháng thứ 9. Biểu tình diễn ra trong bối cảnh là Tổng thống Biden đang phải đối mặt với chỉ trích vì ông không hành động cứng rắn đối với đồng minh chủ chốt Israel. Tòa Bạch Ốc vào tháng trước cho biết cuộc tấn công của Israel vào Rafah không vượt qua lằn danh đỏ mà Tổng thống Biden đặt ra vào 2 tháng trước đó. Khi được hỏi về cuộc tấn công tiềm tàng vào thành phố cực Nam này, nhiều người đi xe bus từ New York, Philadelphia và Boston để đến tham gia vào cuộc biểu tình. Tòa Bạch Ốc đã dựng thêm hàng rào để tăng cường an ninh trước khi cuộc biểu tình diễn ra. Tổng thống Biden hiện nay đang ở nước Pháp để tham dự lễ kỷ niệm D-Day, là sự kiện quân đồng minh đổ bộ lên nước Pháp trong thời đệ nhị thế chiến. Ibrahim Badoub, người lái xe từ Nashville của Tennessee, bày tỏ bất lực vì ai cũng nói chiến sự bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Trong khi đó, sự áp bức, giam cầm, chiếm đóng và định cư bất hợp pháp đã tồn tại đến hàng thập niên. Trước cuộc tái đấu với đối thủ Đảng Cộng Hòa là Donald Trump vào tháng 11, ông Biden đang phải đối mặt với áp lực phải giành được sự ủng hộ từ cử tri Hồi giáo và thanh niên, là những khối được đánh giá là quan trọng đối với nỗ lực tái tranh cử của ông. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Các khu vực tại Hoa Kỳ có nhiều xe điện, ít khí thải hơn gần 40% so với những loại xe chạy bằng xăng. Xe chạy bằng điện không xả khí thải CO2 trực tiếp trên đường phố như là xe chạy bằng xăng. Tuy nhiên, những chiếc xe điện thì được sạc điện sản xuất từ các nhà máy điện và không phải nhà máy điện nào cũng sạch, cũng như không có khí thải. Hồi năm 2012, The Union of Concerned Scientists lần đầu tiên công bố một cuộc phân tích về số lượng khí thải tương đối của xe chạy bằng điện ở Hoa Kỳ và tác động của xe chạy bằng điện đối với khí hậu. Kết quả cho thấy, có tới 45% người Mỹ sống ở những khu vực mà việc lái xe điện tạo ra lượng khí thải thấp hơn so với những mẫu xe chạy bằng xăng có mức tiết kiệm nhiên liệu về lý thuyết. Hiện nay, một cuộc nghiên cứu mới cho thấy những khu vực mà có nhiều xe chạy bằng điện tạo ra ít khí thải hơn so với những khu vực có nhiều xe chạy bằng xăng và đã mở rộng tới 93% lãnh thổ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, The Union of Concerned Scientists kết luận rằng, lần đầu tiên đối với mọi người Mỹ, việc lái xe điện tạo ra ít khí thải hơn với tất cả các loại xe chạy bằng xăng, bao gồm cả xe hybrid. Texas là tiểu bang có nhiều điện được sản xuất bằng nhiên liệu hóa thạch, lên tới con số là hơn 60%. Nhưng ngay cả ở đó, một chiếc xe chạy bằng điện cũng tương đương với một chiếc xe chạy bằng xăng có mức tiết kiệm là 82 dặm một giờ.
Nếu chỉ tính đến lượng khí thải từ các nhà máy điện thì hiện nay việc lái xe chạy bằng điện thì sạch sẽ hơn đáng kể. Đất nước Hoa Kỳ đang làm sạch nguồn điện của mình. Đến năm 2022 vừa qua thì tỷ lệ điện sản xuất từ than đá đã giảm xuống dưới 20% tại Hoa Kỳ, trong khi mức sản xuất từ các nguồn tái tạo, thí dụ như điện từ mặt trời, thủy điện, v.v. tăng lên 39% theo cuộc nghiên cứu của The Union of Concerned Scientists. Liên quan đến địa ốc, giá nhà San Diego đang tăng nhanh nhất nước Mỹ. Theo báo The San Diego Union Tribune, San Diego có giá nhà tăng nhanh nhất ở nước Mỹ là 11.1%, tăng gần gấp đôi so với mức trung bình quốc gia. Tiếp theo là New York với 9.2%, Cleveland và Los Angeles là 8.8%. Giá nhà tăng khắp mọi nơi ở nước Mỹ, với tất cả các thành phố lớn nằm trong chỉ số 20 thành phố đều tăng. Hồi tháng 3, mức tăng trung bình quốc gia là 6.5%, bất chấp áp lực từ lãi suất thế chấp cao hơn. Lisa Sturdevant, kinh tế gia trưởng của trường Bright MLS cho biết, tình trạng thiếu nhà để bán sẽ tiếp tục gây áp lực làm tăng giá, đặc biệt là ở những thị trường phân khúc giá cao. Bà viết trong phân tích của mình rằng, tốc độ tăng giá nhanh chóng ở những thị trường này cho thấy rằng những người mua nhà có thu nhập cao hơn vẫn rất tích cực ở trên thị trường. Khu vực trung tâm San Diego, bao gồm có toàn bộ quận hạt San Diego, cuối cùng đã có thêm nhiều căn nhà được giao bán trên thị trường sau mức thấp kỷ lục. Trung tâm dữ liệu Redfin cho biết đã có 3.693 căn nhà được giao bán từ ngày 4 tháng 3 cho đến ngày 31 tháng 3. Kinh tế gia cấp cao Ralph McLaughlin của Redfin cho biết, do lãi suất thế chấp tăng vọt từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5, chúng tôi kỳ vọng là cả mức tăng giá nhà, hàng tồn kho và doanh số bán nhà sẽ ở mức vừa phải trong các bản phát hành dữ liệu thị trường nhà ở trong tương lai. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Tân chính phủ của Ấn Độ tuyên thệ nhậm chức. Ông Narendra Modi đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng của Ấn Độ tại phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi dưới sự chủ trì của Tổng thống Draupadi Murmu. Ông Modi trở thành người thứ nhì sau cựu Thủ tướng Jawaharlal Nehru được bầu chọn giữ chức vụ Thủ tướng 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Tại buổi lễ long trọng nói trên, 71 thành viên trong Hội đồng Bộ trưởng cùng tuyên thệ nhậm chức để trở thành thành viên của nội các liên minh. Tham dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức, ngoài các nhà lãnh đạo của các đảng phái chính trị và các giới chức địa phương, còn có 7 nguyên thủ quốc gia láng giềng của Ấn Độ, bao gồm Tổng thống Sri Lanka, Tổng thống Maldives, Thủ tướng Bangladesh, Phó Tổng thống Seychelles, Thủ tướng Bhutan, Thủ tướng Nepal và Thủ tướng Mauritius. Điều này thể hiện việc Ấn Độ vô cùng coi trọng chính sách láng giềng là trên hết. Tình hình an ninh trên khắp thủ đô của Ấn Độ đã được gia tăng. Riêng tại khu vực phủ tổng thống, lực lượng an ninh đã được đưa tới canh chừng cẩn mật cho tới ngày 11 tháng 6. Trước đó, khu vực thủ đô New Delhi đã được tuyên bố là vùng cấm bay, cấm sử dụng các phương tiện trên không như là các thiết bị không người lái, dù bay hoặc là máy bay điều khiển từ xa cũng như khinh khí cầu. Nội bộ của Israel tiếp tục căng thẳng, lãnh thổ thì bị tấn công. Văn phòng của Bộ trưởng Benny Gantz, thành viên nội các chiến tranh Israel thông báo, Bộ trưởng Gantz sẽ tuyên bố rút Đảng Thống nhất Quốc gia của ông ra khỏi chính phủ, hoàn thành tối hậu thư mà ông đã đưa ra cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong tháng trước. Tuy nhiên, sau khi quân đội Israel tuyên bố đã giải cứu được 4 con tin khỏi Gaza, phát ngôn viên của Bộ trưởng Gantz cho hay ông sẽ hoãn đưa ra thông cáo nói trên, nhưng không nói rõ khi nào ông Gantz sẽ đưa ra thông cáo đó. Ông Benny Gantz từng cảnh báo nếu Thủ tướng Netanyahu không phê chuẩn một kế hoạch thời hậu chiến cho Gaza trước ngày 8 tháng 6 thì ông sẽ rút Đảng Thống nhất Quốc gia ra khỏi chính phủ liên minh và quay trở lại phe đối lập. Tuy nhiên, The Times of Israel dẫn một số nguồn tin cho hay chính phủ đã không chấp nhận hoặc là thậm chí không thảo luận nghiêm túc về những yêu cầu do ông Gantz đưa ra. Đài truyền hình Khan của Israel loan tin, chính phủ Mỹ đã cố gắng thuyết phục ông Gantz hoãn việc rời khỏi chính phủ liên minh trong bối cảnh các nỗ lực đang diễn ra để nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin với Hamas. Đề xuất mới liên quan đến thỏa thuận này đã được nội các chiến tranh Israel, gồm có hai ông là Gantz và Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant phê chuẩn. Trong khi đó, các đối tác cực hữu của Thủ tướng Netanyahu gồm có Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel là Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính là Bezalel Smotrich đã khẳng định là họ sẽ không đồng ý với đề xuất về thỏa thuận nói trên hoặc là bất kỳ thỏa thuận nào để nhằm chấm dứt xung đột để đổi lấy việc thả con tin.
Tiếp theo là tin liên quan tới nghi vấn cho rằng Hoa Kỳ đã trợ giúp cho chính phủ Do Thái trong việc giải cứu con tin ở dải Gaza. Nhật báo The New York Times mới đây trích dẫn các nguồn tin của Hoa Kỳ và Do Thái cho hay phía Hoa Kỳ đã cung cấp các thông tin về tình báo để giúp cho Do Thái giải cứu 4 con tin ở dải Gaza. Theo đó, một nhóm các giới chức Hoa Kỳ tại Do Thái đã cung cấp tin tình báo và những sự trợ giúp khác. Ngũ giác đài và cơ quan CIA đã cung cấp thông tin được thu thập được từ các chuyến bay không người lái trên dải Gaza, cũng như các hoạt động ngăn chặn sự liên lạc. Bên cạnh đó là các nguồn tin khác nói về vị trí có thể có con tin. Các giới chức của Do Thái cho biết rằng, trong khi Do Thái có tin tức tình báo riêng, thì Hoa Kỳ và Anh Quốc cũng đã cung cấp thông tin tình báo từ trên không trung cũng như trên Internet mà Do Thái không thể tự thu thập được. Các giới chức của Hoa Kỳ cho biết rằng sự trợ giúp về tình báo của Hoa Kỳ cho Do Thái tập trung vào các vị trí của các con tin và các thông tin về các nhà lãnh đạo cao cấp của phe Hamas. Các giới chức Hoa Kỳ tin rằng phương cách tốt nhất để thuyết phục Do Thái chấm dứt chiến dịch ở dải Gaza đó là đưa các con tin trở về nhà và bắt giữ hoặc là tiêu diệt các thủ lĩnh hàng đầu của phe Hamas. Trong khi đó, phía Hamas tố cáo là chiến dịch giải cứu của Do Thái đã khiến cho 210 người Palestine bị thiệt mạng. Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas còn cho rằng một số con tin bị thiệt mạng trong chiến dịch của Do Thái tại Al-Nusayrat và những khu vực lân cận. Theo phát ngôn viên của lữ đoàn Al-Qassam Abu Abaida, thì Do Thái đã thực hiện các vụ thảm sát khủng khiếp, có thể giải thoát một số con tin, thế nhưng họ đã giết chết một số người khác trong chiến dịch này. Đài truyền hình CNN trích dẫn lời phát ngôn viên của quân đội Do Thái là ông Peter Lerner bác bỏ tin cho rằng một số con tin bị thiệt mạng trong chiến dịch của Do Thái. Đồng thời, ông cũng nói rằng tin tức của ông Ubada là lời nói dối trắng trợn. Bahrain đề nghị bình thường hóa quan hệ song phương với Iran. Ông Mohammad Jashidi, phó chánh văn phòng phụ trách về các vấn đề chính trị của Tổng thống Iran cho biết, Bahrain đã đề nghị bình thường hóa quan hệ với nước này sau 8 năm đóng băng quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Theo ông Jasmin Midi, Bahrain đã gửi thư thông điệp trực tiếp đến Iran đề nghị nối lại quan hệ song phương. Theo hãng thông tấn Bahrain, hồi tháng trước trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, quốc vương Bahrain là Hamad bin Isa Al Khalifa cho hay là không có lý do gì để trì hoãn việc nối lại quan hệ giữa nước này với Iran. Bahrain mong muốn cải thiện quan hệ với Iran. Vào năm 2016, Bahrain đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau quyết định tương tự của Ả Rập Saudi, sau khi xảy ra các vụ tấn công nhắm vào các phái đoàn ngoại giao của Ả Rập Saudi tại Iran. Trong tháng 3 năm ngoái, Ả Rập Saudi và Iran đã đạt được thỏa thuận mang tính đột phá ở tại Trung Quốc để khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán cũng như là phái bộ ở mỗi nước. Tháng 4 năm ngoái, hai quốc gia này chính thức tuyên bố khôi phục lại quan hệ ngoại giao. Hai chiếc tàu thương mại bị trúng phi đạn ngoài khơi vùng biển Yemen. Hai chiếc tàu bị bốc cháy sau khi bị trúng phi đạn ngoài khơi vịnh Aden thuộc Yemen. Hai cơ quan hàng hải của Anh Quốc thông báo và hãng tin Reuters cho biết như trên. Công ty của Anh Quốc có tên là Amri là một công ty về an ninh hàng hải cho biết rằng một chiếc tàu thương mại chở hàng hóa treo quốc kỳ của Antigua và một chiếc treo cờ của Barbuda đã bị trúng phi đạn cách Aden khoảng 83 hải lý về hướng đông nam và bị bốc cháy. Ngọn lửa sau đó đã được dập tắt kịp thời. Trước đó, cơ quan điều hành thương mại hàng hải của Anh Quốc gọi tắt là UKMTO cho biết rằng họ nhận được tin báo từ thuyền trưởng của con tàu liên quan tới một vụ đụng độ cách Aden khoảng 80 hải lý về hướng đông nam. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải của Anh Quốc nói thêm rằng không có người nào trên hai chiếc thuyền kia bị thiệt mạng và hai chiếc thuyền này đang tiến tới hải cảng tiếp theo. Lực lượng dân quân Houthi chiếm đóng những khu vực đông dân nhất thuộc Yemen và thông đồng với Iran đã tấn công các thương thuyền ngoài khơi bờ biển của Yemen trong nhiều tháng qua. Họ viện lý do là họ đoàn kết với người dân Palestine đang chiến đấu với Do Thái tại dải Gaza. Anh Quốc và Hoa Kỳ đã đồng loạt khai hỏa vào các mục tiêu của phe Houthi để đáp trả các cuộc tấn công kể trên. Một con trăn khổng lồ đã nuốt chết một người phụ nữ ở Indonesia. Giới chức địa phương cho biết là một phụ nữ mất tích đã được tìm thấy thiệt mạng ở trong bụng của một con trăn sau khi bị con trăn nuốt chết ở miền trung của Indonesia. Bà Farida, 45 tuổi, là cư dân của làng Kalempang thuộc về tỉnh South Sulawesi. Ít nhất là người thứ 5 đã bị trăn nuốt chết ở Indonesia kể từ năm 2017 đến nay. Chồng của bà và dân làng tìm thấy thi thể của bà trong bụng của con trăn gấm dài khoảng 16 phút.
Mọi người đã đổ đi tìm bà Farida sau khi bà không về nhà từ hôm thứ Năm. Ông Rossi là trưởng làng cho hay, chồng bà tìm thấy đồ đạc của bà nên ông sinh nghi. Sau đó dân làng tìm kiếm xung quanh. Không lâu sau họ thấy một con trăn bụng phình ra. Ông Saudi cho biết là họ đồng ý mổ bụng con trăn. Ngay khi mổ thì họ thấy thi thể của bà Farida. Trăn gấm sống ở nhiều nơi trên toàn Indonesia và ở vài nơi khác ở Đông Nam Á. Loại trăn này thường ăn khỉ, heo và động vật hữu nhũ khác. Loại trăn gấm thường tấn công con mồi bằng hàng chục cây răng cong sắc bén, siết chặt con mồi đến chết và rồi nuốt chửng. Tin đến từ Tokyo cho hay, một số khách sạn tại nước Nhật đang bắt đầu dịch vụ tiếp đón những vị khách muốn nhịn ăn lành mạnh trong một khung cảnh thoải mái và được giám sát như một hình thức tự chăm sóc bản thân. Các khách hàng phải trả tới gần 2.500 Mỹ Kim cho dịch vụ này và có người đã giảm được 3kg trong vòng 3 ngày. Một phụ nữ đến từ Tokyo tham gia chương trình nhịn ăn này do khách sạn Kahala Hotel and Resort ở Yokohama cho hay, khách sạn này bắt đầu cung cấp dịch vụ này từ tháng 4 năm nay. Đối với mỗi cặp du khách ở chung phòng thì thời gian lưu trú trong vòng 3 ngày 2 đêm thì chi phí sẽ có mức giá từ 875 cho tới 2.495 Mỹ Kim. Khách sạn Kahala cho biết như sau, một số vị khách ở lại tới 7 ngày trong kỳ nghỉ hè của họ. Chương trình nhịn ăn của khách sạn này phần lớn thu hút các vị khách là phái nữ, chẳng hạn như bạn bè hoặc là các thành viên trong gia đình tới đây. Khách hàng cũng có thể ghi danh tập thể dục bằng cách chạy bộ hoặc là đi bộ xung quanh khuôn viên của khách sạn ở gần bãi biển. Khách sạn còn có phòng tập gym và bể bơi để cho du khách sử dụng khi rảnh rỗi. Chương trình này bao gồm dịch vụ huấn luyện cá nhân và trị liệu cũng như ở thẩm mỹ viện. Các bữa ăn ít ỏi trong chương trình này phần lớn là đồ chay bao gồm mật ngâm, nước trái cây và sữa hạnh nhân. Giữa các bữa ăn thì những người nhịn ăn được phép uống đồ uống có dầu enzyme. Đối với các bữa ăn tối thì khách sạn sẽ phục vụ cháo hoa và các món khác dễ tiêu hóa. Khách hàng sử dụng dịch vụ nhịn ăn của khách sạn Kahala được chỉ định một người quản lý nhịn ăn được cấp phép và người này sẽ cung cấp sự trợ giúp để bảo đảm tiến trình được an toàn cũng như thời gian ở khách sạn này có đầy đủ sự cố vấn. Và sau đây là những phần tin Việt Nam, thưa quý vị. Tờ báo The New York Times và Washington Post đều đưa tin về vụ bắt nhà báo Huy Đức. Một ngày sau khi Bộ Công an Việt Nam chính thức xác nhận vụ bắt nhà báo Huy Đức, thì hai tờ báo hàng đầu của Mỹ, đó là The New York Times và Washington Post, đã đồng loạt đưa tin về vụ này. Bản tin mang tên Vietnam Arrest Prominent Journalist for Facebook Post của báo New York Times nhấn mạnh rằng, theo các nhóm nhân quyền, cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ nhắm vào ông Trương Huy San, tức là Huy Đức, từng được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sử dụng để chống lại những người chỉ trích chính quyền. Cùng thời điểm, bản tin của Washington Post cho biết, tội danh mà ông Huy Đức bị áp đặt có thể khiến ông bị kết án từ 2 cho đến 7 năm tù khi hầu tòa. Bản tin trích dẫn thông báo của The AJ Project là nhóm giám sát nhân quyền Việt Nam cho biết, vụ bắt giữ nhà báo Huy Đức thể hiện một cuộc tấn công đáng báo động vào quyền tự do báo chí và là vụ mới nhất trong một cuộc đàn áp đang diễn ra nhắm vào các nhà cải cách. Vài ngày trước khi mất tích, ông Huy Đức được ghi nhận đăng bài chỉ trích đảng do ông Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. Hồi tháng trước, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, giành ghế Chủ tịch nước, điều mà một số nhà phân tích tin rằng là một phần của một loạt các thay đổi liên quan đến nhân vật nào cuối cùng có thể kế nhiệm chức Tổng Bí thư sau khi ông Trọng rời ghế vào năm 2026. Chỉ số tự do báo chí thế giới 2024 do Tổ chức Phóng viên Không Biên giới công bố xếp Việt Nam ở vị trí thứ 174 trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, Ủy ban Bảo vệ Ký giả mô tả Việt Nam là một nhà tù tồi tệ thứ 5 đối với các nhà báo trên toàn thế giới, với ít nhất là 19 phóng viên bị bỏ tù tính cho đến tháng 12 năm ngoái. Hai nhóm tự do báo chí cùng với Tổ chức Văn bút Hoa Kỳ, tức là PEN America, trong tuần này đã kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy trả tự do cho ông Huy Đức. Theo Washington Post, ông Huy Đức lâu nay là một trong những nhà bình luận chính trị và xã hội nổi tiếng bậc nhất ở Việt Nam và là người thường xuyên chỉ trích chính quyền. Ông đã nhận được học bổng Hubert H. Humphrey của chính phủ Hoa Kỳ ở tại Đại học Maryland vào năm 2005 đến 2006 và là nghiên cứu sinh Nieman ở tại Đại học Harvard vào năm 2012 đến 2013.
Đài truyền hình VTV của chính phủ Hà Nội công bố một đoạn video phỏng vấn nhà sư Thích Minh Tuệ, thế nhưng khán giả phát hiện nhiều điểm nghi vấn. Đài truyền hình VTV của Việt Nam mới đây đã có bài phóng sự trích dẫn một cuộc phỏng vấn ngắn với nhà sư Thích Minh Tuệ, người đã bị mất tích từ ngày 30 tháng 6 sau khi ông bị công an khống chế trong đêm khi đoàn các nhà sư đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, khán giả ngay sau đó đã phát hiện ra nhiều sự nghi ngờ về đoạn phim phỏng vấn này. Trong bài phóng sự dài khoảng 3 phút đồng hồ chiếu trên kênh truyền hình quốc gia VTV, thì nhà sư Thích Minh Tuệ xuất hiện trong bộ y quen thuộc và cho biết rằng ông vẫn khỏe. Nguyên văn lời nói của nhà sư Thích Minh Tuệ được đài VTV chiếu cho biết như sau. Tinh thần, sức khỏe của con vẫn tốt, vẫn bảo đảm để học tập theo lời Phật dạy được. Không có người dân đông như thế hay là những việc ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông xã hội thì con vẫn học tập ở ngoài, không có gì thay đổi cả. Riêng phóng viên Liên Liên của đài VTV trong cuộc phỏng vấn này cho hay, mới đây gia đình ông Lê Anh Tú, tức là nhà sư Thích Minh Tuệ, cũng đã có đơn đề nghị gửi cho giới hữu trách xử phạt những trường hợp lợi dụng hình ảnh của ông Lê Anh Tú để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội gây ảnh hưởng tới ông Lê Anh Tú và gia đình ông. Thế nhưng ngay lập tức, khán giả tại Việt Nam đã theo dõi bài phóng sự này và chỉ ra nhiều điểm mà họ nghi ngờ có thể nhà sư Thích Minh Tuệ đang bị giam giữ ở đâu đó thay vì ông được ẩn tu. Những điểm nghi ngờ được khán giả chỉ ra bao gồm: nhà sư Thích Minh Tuệ ngồi trước một cây có gốc sơn màu trắng. Thường những gốc cây sơn màu trắng không có trong rừng, trong tự nhiên mà chỉ có ở các công sở như là nhà tù, doanh trại quân đội v.v. nơi có việc quản lý chặt chẽ. Không có cảnh quay nào toàn cảnh phỏng vấn trong khung hình có cả phóng viên Liên Liên và nhà sư cùng một lúc. Nhà sư Thích Minh Tuệ bị mất tích từ ngày 30 tháng 6 và phóng sự trên đài truyền hình VTV là ngày 8 tháng 6, tức là chỉ có 6 ngày, thế nhưng phóng sự lại nói rằng có tới 7 ngày. Trong mắt nhà sư không có bóng dáng của phóng viên ngồi phỏng vấn trước mặt. Ngay sau khi nhà sư Thích Minh Tuệ bị khống chế, nhiều người dân đã lên mạng Internet để bày tỏ sự lo lắng về sự an toàn của nhà sư và lo sợ là ông đã bị chính quyền giam cầm. Trong bức thư gửi chung cho Ngoại trưởng Antony Blinken, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Mark Knapper, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện là ông Michael McCall, dân biểu Tạ Đức Trí của tiểu bang California, nói rằng chính phủ Hà Nội đã viện cớ về việc kiểm soát giao thông để đàn áp quyền tự do tôn giáo của nhà sư và các tín đồ Phật tử tùy tiện buộc nhà sư Thích Minh Tuệ phải ngưng hành trình của ông. Một Việt kiều Mỹ thu được gần 70.000 Mỹ Kim bởi vì lừa đảo làm hồ sơ cho người Việt đi Mỹ. Nghi can tên là Nguyễn Đình Trung, 62 tuổi, là một Việt kiều Mỹ, vừa bị bắt ở tại Huế với cáo buộc là lừa đảo làm hồ sơ cho người Việt đi làm việc và định cư tại Mỹ và đã chiếm đoạt được hơn 66.900 Mỹ Kim. Theo báo Tuổi Trẻ, cùng bị bắt với nghi can Trung là đồng phạm Nguyễn Thị Hoa, 44 tuổi. Điều tra sơ bộ của Công an Thừa Thiên Huế cho hay, nghi can Trung thường xuyên về Việt Nam, cấu kết với Hoa để tìm con mồi là những người muốn làm hồ sơ đi lao động và định cư tại Mỹ. Hai nghi can ra giá 25.000 Mỹ Kim cho mỗi hồ sơ. Sau khi nhận tiền thì nghi can Trung không làm hồ sơ cho nạn nhân mà quay về Mỹ. Năm ngoái, hai nghi can Trung và Hoa đã chiếm đoạt được của 6 nạn nhân ở huyện Phong Điền và Phú Vang thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng cộng là 66.900 Mỹ Kim. Số tiền này cả hai chia nhau để mua xe hơi và chi xài cá nhân. Đầu tháng trước, nghi can Trung lại nhập cảnh về Việt Nam cùng với Hoa để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của một số bị hại và rồi bỏ trốn vào Quảng Nam. Trong lúc cả hai đặt vé máy bay sang Mỹ thì bị công an Thừa Thiên Huế lần ra dấu vết và bắt giữ. Hiện nay, giới hữu trách đang mở rộng điều tra và kêu gọi các nạn nhân khác của hai bị can này ra trình báo. Một cô gái ở Sóc Trăng bị lừa bán dâm ở khu vực Tam Giác Vàng. Giới hữu trách tại tỉnh Quảng Trị vừa giúp đưa cô An, 20 tuổi, quê ở tỉnh Sóc Trăng, trở về nước sau thời gian cô bị lừa sang Lào rồi bị cưỡng ép bán dâm tại khu vực Tam Giác Vàng. Theo tờ báo Tuổi Trẻ trong nước, cô gái này cho hay cô được một người bạn giới thiệu sang Lào làm việc nhẹ mà lương cao hồi tháng 12 năm ngoái. Thế nhưng khi qua tới nơi, cô đã bị đưa thẳng tới khu vực Tam Giác Vàng và bị ép bán dâm. Khi phát hiện có bầu 7 tháng, cô không còn khả năng bán dâm và bọn tội phạm, những kẻ chăn dắt cô, ngay lập tức đẩy cô ra đường.
Cô gái này liên lạc với một người Việt Nam sống ở Lào để tìm cách trở về nước, nhưng được người này ra giá tới 1.400 Mỹ Kim. Khi đến khu vực sát biên giới với Việt Nam, thì nạn nhân được yêu cầu phải trả đủ tiền thì mới được thả ra. Khi đó, cô Anne cho hay rằng cô bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, cô không còn người thân cho nên không có khả năng trả tiền cho nhóm này nên cô đã cầu cứu các giới chức của tỉnh Quảng Trị. Do theo định vị Google Maps mà cô đã gửi, thì giới hữu trách tại tỉnh Quảng Trị xác định nạn nhân bị giam ở một ngôi nhà hoang nằm sâu trong rừng thuộc tỉnh Savannakhet của Lào. Và họ đã tới đây truy bắt nhóm tội phạm cũng như giải cứu cho nạn nhân. Sau đó cô gái này đã được đưa về Việt Nam an toàn qua trạm biên giới Lào Bảo. Các vụ lừa bán người ham việc nhẹ lương cao được báo chí tại Việt Nam ghi nhận gần như hàng tuần, mặc dù chiêu thức này không có gì là mới. Tra tấn em dâu để trừ tà khiến một chị em chồng ở Bình Thuận bị bắt. Nhà chức trách xác nhận ra vụ bắt và khởi tố hai bị can là Nguyễn Thị Hoài Diễm và Nguyễn Thị Ngọc Lan ở Phan Thiết với cáo buộc là tra tấn em dâu như là thời Trung Cổ để trừ tà. Theo báo Thanh Niên đưa tin, Công an Phan Thiết cũng cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can khác, trong đó cô Nguyễn Tự Tín là chồng cũ của nạn nhân vì bắt giữ người trái pháp luật. Theo hồ sơ vụ án, một người phụ nữ tên viết tắt là Chi Chi BD, 33 tuổi, cũng ở Phan Thiết, tố cáo các bị can nói trên đều là anh chị em của nghi can Tín, nhốt bà trong căn nhà của ông này rồi tra tấn dã man trong nhiều tháng liền. Vụ việc khiến cho bà bị nhiều thương tích trên khắp cơ thể. Kết quả giám định pháp y ban đầu cho thấy bà đi bị gãy xương sườn, chấn thương đốt sống ở cổ, ngực, tay chân bầm tím và dập cơ. Bà đi và bị can Nguyễn Tự Tín kết hôn vào năm 2014, có 3 đứa con. Hồi tháng 12 năm ngoái, vợ chồng bà đi quyết định ly hôn, nhưng bà này vẫn ở lại nhà chồng để chăm sóc 3 đứa con. Tuy vậy, từ lúc bà ly hôn, gia đình chồng lập tức thay ổ khóa, tịch thu điện thoại di động, ngăn cấm bà đi ra ngoài hoặc liên lạc với người thân và bạn bè. Trong thời gian đó, những người trong gia đình bị can Tín bắt đầu hành hạ và tra tấn bà, thậm chí bắt bà này ăn chất thải để trừ tà. Tội ác của nhóm bị can chỉ bị vạch mặt khi bà đi trốn thoát được khỏi căn nhà của người chồng cũ để về nhà cha mẹ ruột, nhờ gia đình báo công an. Khi công an đọc lệnh bắt và khởi tố, nhóm bị can là anh chị em của Tín có biểu hiện chống đối, không khai báo và không hợp tác. Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Một nữ nhân viên của công viên giải trí Disneyland vừa mới qua đời, chỉ 2 ngày sau khi cô bị ngã xuống từ chiếc xe golf trong công viên. Sở cảnh sát của Anaheim thuật lại, lực lượng cấp cứu được gọi tới Disneyland vì có một phụ nữ bị ngã từ chiếc xe golf đang chạy và không may đập đầu xuống đất trong khu vực sau sân khấu của công viên này. Nạn nhân được chở tới một bệnh viện địa phương với vết thương trầm trọng. Đến thứ Sáu vừa qua thì nạn nhân qua đời. Nhật báo Orange County Register cho biết như sau, nạn nhân có tên là Bonnie Lear, 60 tuổi, là cư dân của thành phố Fullerton. Bà từng làm nhân viên quản lý cho Club 33, là một nhà hàng chỉ dành riêng cho các hội viên tọa lạc phía trên khu công viên chủ đề Hải tặc Caribbean trong Disneyland. Cảnh sát Burbank bị cáo buộc đổ người vô gia cư xuống trước văn phòng chủ tịch hội đồng thành phố Los Angeles. Ông Paul Kekorian, chủ tịch hội đồng thành phố Los Angeles cho hay, ông tức giận sau khi video được văn phòng công bố cho thấy cảnh sát Burbank đã đổ người vô gia cư bị thương xuống trước văn phòng của ông, theo đài ABC số 7 đưa tin. Chiếc xe chở một ông vô gia cư, sau đó video cho thấy hai cảnh sát viên xuống xe để đưa ông vô gia cư đi chân không xuống, và rồi hai cảnh sát viên tháo còng tay ông vô gia cư và để ông lại trên vỉa hè. Ông Krikorian cho hay, một số thành phố xung quanh không chi tiền và nhân lực để cung cấp dịch vụ, không xây nhà tạm trú cho người vô gia cư, không đầu tư xây nhà giá rẻ để hỗ trợ người vô gia cư lâu dài, không làm những việc nhân đạo căn bản cần thiết để giải quyết tình trạng vô gia cư mà lại đang đẩy người vô gia cư sang thành phố Los Angeles. Ông Krikorian nói rằng ông tức giận bởi vì Los Angeles tốn hơn 1 tỷ vào năm ngoái để giải quyết tình trạng vô gia cư. Ông đã làm đơn đề nghị tránh biện lý của quận hạt, biện lý của thành phố và Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang điều tra về vụ này, đồng thời kêu gọi giới chức của những thành phố khác có biện pháp để giải quyết vụ việc. Sau đây là bản tin cuối. Xe bus tại quận hạt Los Angeles sẽ có camera ứng dụng với kỹ thuật thông minh nhân tạo AI để phạt những người đậu xe trái phép.
Cơ quan an toàn giao thông đô thị của quận hạt Los Angeles sẽ lắp đặt những chiếc camera kèm theo việc sử dụng trí tuệ thông minh nhân tạo AI ngay trên xe bus để phạt những người đậu xe trái phép trên làn đường dành riêng cho xe bus. Đài truyền hình ABC số 7 loan tin như sau, xe bus của hệ thống Metro Los Angeles County sẽ có hệ thống camera kết hợp với kỹ thuật thông minh nhân tạo AI với mục đích giúp cho xe bus chạy đến trạm nhanh hơn, gia tăng số hành khách và giải quyết nhiều vấn đề về chỗ đậu xe. Hội đồng quản trị của hệ thống Metro cho hay trong thông báo như sau, việc chiếm giữ chỗ xe bus dừng lại có thể gây ra nhiều vấn đề cho các hành khách bị khuyết tật vì các trạm xe bus có đúng chiều cao ngay bên lề đường để giúp những vị khách khuyết tật này có thể dễ dàng lên xuống xe. Mỗi khi camera sử dụng kỹ thuật thông minh nhân tạo AI trên xe bus phát hiện ra một chiếc xe nào đó đậu trái phép ngay chỗ dừng của xe bus, thì hệ thống điện toán của camera sẽ gửi thông tin đó lên Sở Giao thông của Los Angeles. Sau đó, các nhân viên sẽ kiểm tra để xác nhận có nên gửi giấy phạt cho chủ nhân của những chiếc xe đó hay không. Chương trình lắp đặt camera kèm theo kỹ thuật thông minh nhân tạo AI của hệ thống Metro Los Angeles County sẽ bắt đầu thử nghiệm vào mùa hè năm nay và mục tiêu của cơ quan này là chính thức sử dụng vào cuối năm 2024. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Vietchannel app, trên YouTube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Kính chúc quý vị một ngày bình an. Xin trân trọng kính chào.